cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Có lẽ là ở tập phát sóng trước thì nhiều người cũng đang nôn nóng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện như thế nào của nhân vật, đó chính là Mia. Nhưng trước khi đến với nhân vật này, chúng tôi xin phép được giới thiệu ba người kết nối đang đồng hành cùng với chúng ta. Đầu tiên xin được giới thiệu diễn viên Cát Tường. Và cặp đôi có vẻ như gắn kết với nhau từ sau số lần trước. Xin được giới thiệu hai người có khuôn mặt đáng yêu. Đầu tiên đó chính là ca sĩ Miko Lan Trinh. Và người còn lại xin được giới thiệu ca sĩ Hoàng Rapper. Dạ. Tuần trước thì Cát Tường đã giới thiệu đến quý vị ca sĩ Mia là một cô ca sĩ trẻ. Và con đường mà khi cổ bắt đầu dấn thân bước chân trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nó gặp rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái vấn đề mà ai nghe qua cũng phải giật mình. Và ngày hôm nay quay lại với câu chuyện thì như thông lệ người kết nối là sẽ có phụ huynh, ba hoặc mẹ hoặc là người thân đến để mà kết nối với chương trình. Vậy thì người thì đoán ba rồi, người thì đoán mẹ ở tập trước rồi. Bây giờ không cần đoán nữa. Bây giờ không cần đoán nữa. Xem clip để xem là nhân vật nào sẽ xuất hiện. Tập trước, Cát Tường đã đồng hành cùng ca sĩ Mia trong suốt một ngày dài hoạt động để thấy được rằng đằng sau vẻ ngoài nổi loạn, đầy cá tính của một cô ca sĩ trẻ là một trái tim mong manh, đông đầy tình cảm. Và có một nhân vật đặc biệt đã âm thầm theo dõi, lắng nghe tất cả những nỗi lòng của cô. À, chị lên đây là lâu chưa? Chị mới lên lúc 9 giờ. Ở dưới kia đi mấy giờ chị? Chị đi 7 giờ. Vĩnh Long là ở chỗ nào? Em cũng ở Vĩnh Long nè. Chị ở phường 9. Ở phường 9, em ở phường 2. Mà đi mệt không? Không, nói chung chị cũng đi cũng quen, nhưng mà tại nó hơi mệt là mệt cái chân, cái bệnh đó. Ủa chị bị sao? Chị bị cái bằng cái gì thần kinh tọa. Từ cái lúc mà bắt đầu Mia bắt đầu lên đây học tới giờ là có cái kỷ niệm gì vui buồn lúc Mia đi ở thành phố hay đi về quê chơi rồi gì không? Thì Mia nói chung là nó tánh nó vui vẻ chứ không có lúc nào mà thấy nó buồn hết trơn. Nó buồn nó cũng không có nói chị biết nữa. Lúc nào nó cũng cười, nó giỡn như đứa nít vậy đó. Rồi nhiều khi nó buồn hay gì nó đâu có tâm sự với chị cũng ít lắm. Tại vì nó sợ chị, nhiều khi nói chị biết để mà sợ chị buồn rồi chị bệnh á. Tại vì chị cũng hay có cái bệnh rối loạn tiền đình á. Nếu mà suy nghĩ nhiều quá thì sẽ đi bệnh viện. Nhưng mà ở dưới nhà, ở dưới quê rồi là gia đình có theo dõi thường xuyên cái hoạt động của Mia trên này không? Hay là có coi tivi hay là theo dõi hay là sách báo hay là kể nhiêu thì nghe anh Mia kể nhiêu thì mình biết nhiêu thôi? Không, chị cũng có theo dõi như Facebook của cháu, rồi lịch diễn, rồi nãy đi diễn ở đâu rồi nãy kia vậy đó. Rồi tivi, xem tivi rồi nãy kia cũng theo dõi con. Gia đình mình á, là có ủng hộ cái nghề của Mia hay không? Có ủng hộ Mia làm ca sĩ không chị? Nói chung á, lúc đầu á, là anh chị cũng không ủng hộ cho mấy. Tại vì nghĩ con có một mình à. Không có người quen gì ở Sài Gòn hay là ai nâng đỡ đó. Và nói chung là anh chị cũng lo sợ. Thì thấy con nó thích quá thì anh chị mới đồng ý để cho con đi lên đây lập nghiệp. Nhưng mà lúc đầu thì hơi vất vả, nhưng mà sau này Mia nó cũng có thể đứng được. Bởi vì chị với anh cũng yên tâm mà. Chứ lúc đầu thì nói chung là sợ lắm. Cái niềm mong muốn lớn nhất của chị dành cho Mia là gì? Chị mong muốn là sau này em cháu nó được có hạnh phúc. Và cái con đường đi mà em nó thích á, thì con nó cố gắng để mà đứng dậy mà đi. Thí dụ có chuyện gì buồn hay là bất cứ gì cũng phải cố gắng. Để mà đứng lên chứ đừng có nên gục ngã. Hôm nay á, em mời chị lên đây, đón chị lên đây để cùng với chị đi theo chân một ngày để xem Mia làm việc một ngày như thế nào. Ha, chị đồng ý không? Đồng ý. Vậy miễn con nó vui là mình vui rồi. Miễn con vui là vui rồi. Mà cái này bữa giờ là không có báo trước cho con biết đúng không? Không báo. Không báo, không có nhắn Facebook gì tiết lộ thông tin cho đúng không? Không có. Rồi, vậy là để xem ngày hôm nay là cái hành trình của Mia ra sao và mình sẽ có những cái bất ngờ, những thú vị gì chị ha. Rồi, cảm ơn chị. Bắt đầu. Cái nhà này là mua hay là thuê hay là sao? Thật ra là nhà này thì bố mẹ em mua một cái căn nhà ở bên quận 7, xong rồi mới bán cái căn nhà đó, chuẩn bị bán căn nhà đó để mua căn này.
Thì hiện tại là em bên đó em đang cho thuê và em thuê lại căn này. Xong rồi em bán cái căn nhà bên đó là em sẽ mua lại. Là cũng bố mẹ chứ cũng chưa phải em. Dạ thì bố mẹ em lúc nào tiền với lại ý nhà với lại xe lúc nào bố mẹ em cũng lo cho em chu toàn hết đó. Trời ơi là trời. Thế em nghĩ kiếp này em làm con bố mẹ là trước chắc có tù. Chắc có tù ha. Dạ. À, nếu mà bây giờ có một cái mong muốn gì đó, cái ước muốn, điều ước gì đó thì em ước cái gì? Em ước là em có nhiều tiền để em mua nhà ở đây, một căn nhà lớn hơn ở dưới đất để em đưa bố mẹ lên đây ở cùng với em. Bố mẹ chịu lên không? Thật ra là không, chưa chịu lên nhưng mà em năn nỉ. Dẫu quãng đường từ Vĩnh Long lên thành phố Hồ Chí Minh không xa và cả hai mẹ con vẫn thường xuyên nhắn gọi cho nhau, nhưng đây là lần đầu tiên người mẹ này dõi theo con mình ở một vị trí đặc biệt và lần đầu tiên nghe được những nỗi niềm riêng mà con gái chưa thể nói với mẹ. Từ trước tới giờ khi em lên đây 7 năm trời thì em vẫn tiếp tục không ngừng luyện tập vũ đạo, cái mà mình đã có sẵn ở dưới kia đúng không? Thì em thấy lúc mà em ở thành phố với cái lúc em ở Vĩnh Long thì cái mức độ vũ đạo của em này, ví dụ như ở bây giờ là bao nhiêu điểm thì hồi xưa ở dưới quê là bao nhiêu, để em chỉ coi cái bước nhảy vọt của em trên thành phố nó khác. Thật ra là cái bước nhảy vọt của em nó không đếm từng con số mà nó đếm từ giới tính này qua giới tính khác. Ngày xưa lúc mà em ở Vĩnh Long á, em toàn nghĩ nam thôi. Ủa vậy? Em nghĩ kéo rồi ke đầu rồi tùm lum hết trơn. Em nghĩ giống như là hiếp ke đầu cái kiểu hiếp hót mà của con trai á chị. Không có một chút xíu con nữ tính nào luôn. Dạ. Thì lúc đó bởi vì mẹ em rất là trăn trở là lo lắng là khỏe đúng không? Lúc đó mẹ em lấy kéo cắt đồ của em, em mặc quần giống như thùng, con trai thùng, đáy thùng thùng xuống ha. Lúc đó kiểu như là mua đen cái kiểu đó cho nên em mặc vậy thôi, chứ em cũng đâu có một cái suy nghĩ là mình phải giống con trai hay gì đâu, hoặc là mình phải nhảy con trai thì mình sẽ giống con trai đâu. Thì em chỉ thấy là cái gì nó mua đen lúc đó là em làm giống vậy thôi. Khi mà em lên làm ca sĩ thì cái người thầy đầu tiên của em nói là em không thể nào như thế này được, tại vì ở Việt Nam thì họ không có coi ca sĩ kiểu như vậy đâu. Em phải mang giày cao gót vô em nhảy gì hả, tới nỗi mà em té bầm chân em cũng phải nhảy trên giày cao gót. Có cái nào em đi biểu diễn mà em gặp sự cố về vũ đạo này kia chưa? Dạ em chỉ gặp sự cố là rớt micro thôi. Sao rớt? Là nhảy quá. Cái em vô lên tóc em cái quên đầu em đập vô cái kinh nhăn micro luôn. Chỉ có vậy thôi, còn giày cao gót là đa số là em đi rất là vững, mà do là chắc là do là ngày xưa được thầy ép tập nhiều quá. Cô bé này có một điều đặc biệt, đó là ngày xưa thì tính tình như con trai, và nếu mà nhìn hình thì Nguyễn Khang thấy nó có gì nó sai sai. Vậy thì thành công. Mắc cười nhất là cái câu là nhảy từ giới tính này qua giới tính khác. Thật ra thì giới tính vẫn là nữ thôi, nhưng mà chỉ có là hồi xưa cái đam mê nó phòng mạnh cách quá đúng không em? Dạ. Vâng. Em thấy cô nào á mà từ thời đi học á mà đã kiểu yểu điệu và biết chăm chút cho ngoại hình của mình á thì khi vào nghề này sẽ được lợi thế nhiều hơn. Còn bản thân Mia hoặc là cả em, ngày xưa là em chỉ mặc áo con trai thôi, xong rồi em mang dép doctor đi thì khệnh khạng hip hop. Bởi vậy nên nghe Mia nói thì em cũng cảm được nhiều lắm. Khi mà mình đổi ngoặt qua cái khác, mình cần phải chưng diện làm điệu á, thì nhiều khi mình cũng chưa quen đúng không? Mình bị phốt hoài, mấy anh chị cũng la hoài đó. Bị lỗi hoài đó chị. Không, giờ là thành công rồi, vậy thành công rồi. Đỡ, cũng đỡ hơn chút. Em thấy là hình như là hai mẹ con á thì rất là gần gũi nhau, nhưng mà những cái chuyện như thế này thì hình như là ít khi tâm sự với nhau. Tại vì á, Mia khi mà chia sẻ về mẹ thì lại nói là không có dám chia sẻ những cái buồn với mẹ, tại vì nói là mẹ bệnh. Nhưng mà khi nói với mẹ thì mẹ lại cũng nói là Mia bệnh. Có nghĩa là hai mẹ con mà ai cũng lo cho sức khỏe của người khác, cho nên chỉ với chuyện vui mới là chia sẻ với nhau, còn chuyện buồn thì lại không dám nói cho nhau nghe. Đó. Câu chuyện này giữa mẹ và con vì sao? Vì mẹ Mia là một người rất thương Mia, ủng hộ hết về tiền bạc, nhưng cũng chính mẹ là cái người không có muốn Mia theo cái đường nghệ thuật này. Và đến cả tận giờ phút này cũng vậy, nói ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà luôn luôn là thông cái câu là hễ bất cứ lúc nào con không được là con về, hoặc là cứ mẹ chỉ gia hạn cho con một năm mà con không thành công thì con phải lấy chồng kinh doanh buôn bán. Giống mẹ em đúng không? Em thì có làm việc với Mia rồi, và khi tiếp xúc với cô ấy và rõ ràng là giữa cái nội tâm và cái ngoại hình của cổ khác hẳn nhau. Dạ. Một ở bề ngoài nhìn có vẻ là khá là mạnh mẽ, cá tính và rất là nóng tính, nhưng mà thật sự là bên trong có khờ, hiền, nói gì nghe đó luôn. Và em tư vấn bài hát nào hợp với em, dạ, lâu lâu đưa ra được chút xíu. Chứ có gạt ta cái gì không đó? Không có gạt, cũng lấy con kiểu bài hả? Vậy bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tiếp câu chuyện sẽ như thế nào nha.
Trời ơi, chị nấu y chang mẹ em luôn. Mẹ em cũng thịt xong rồi tôm khô, xong rồi có mấy cái tấp mỡ. Mang cái vị coi coi như thế nào. Ăn được không? Chị nấu vậy đó hả? Làm chưa hồi hộp em. Ngon. Hỏi sao giống mẹ em nấu vậy đó chị? Ăn tôm đi. Ủa cái mùi y như cái mùi của mẹ em nấu. Đâu, muốn này coi. Quá ngon. Trời, chị làm nhớ mẹ em quá. Mẹ của em á, mặc dù em ở Sài Gòn rất là nhiều các món ăn lạ, nhưng mà em lúc nào cũng thích ăn đồ ăn của mẹ em nấu hết trơn á. Nên mẹ nấu gửi lên hả? Dạ, mẹ em nấu xong mà đóng thùng lại rồi gửi lên Sài Gòn, xong rồi em ăn vậy đó. Có khi nào em phải kiểu điện về hay là về nhà khóc lóc với mẹ được không? Em khóc với mẹ là chỉ khi hai mẹ con cãi nhau thôi, chứ hầu như là công việc không có. Hầu như là công việc là đa số em khóc một mình thôi, tại vì em nghĩ là em khóc trước ba mẹ vậy thì em sợ ba mẹ lo quá rồi bệnh. Ba mẹ em hay vậy á, lo là bệnh, nhưng mà em giờ dám khóc. Chuyện cuộc sống của em hàng ngày, công việc của em hàng ngày là một mình em trên đây em biết thôi. À sao chị sáng giờ thì chị theo dõi thấy Mia thì chị có cảm xúc như thế nào? Đi theo thì cũng nói chung là cũng mệt, nhưng mà thôi kệ, mình theo con mình hết mệt rồi. Lúc mà nãy chị có thấy lúc cái cảnh mà em bưng đồ ăn ra đó mà em nói em làm đó, là Mia nhìn cái là đã nói giống mẹ, giống của mẹ hay nấu mà ăn vô là nói giỏi y chang luôn. Chị có thấy không đó không? Thấy. Hay quá vậy. Chị thấy trời ơi, là Mia ăn vô là biết liền á, tại vì chị thường nấu gửi lên cho bé đó. Cũng hai món đó hả chị? Món đó nhiều món lắm, nhưng mà hai cái món này là Mia thích nhất. Dạ. Tại Mia cũng có chia sẻ là trước thì gia đình cũng có chị cũng có phản đối, ba thì ủng hộ từ đầu đến cuối, nhưng mà chị thì cũng có phản đối. Rồi bây giờ thì qua những trải qua những cái thăng trầm trong nghề của con tới tận ngày hôm nay, thì chị suy nghĩ như thế nào về cái sự việc, cái sự nghiệp mà con mình đang đối diện? Chị suy nghĩ giờ là chị hết phản đối rồi, tại vì thấy con nó cũng thích quá, nó theo đuổi con đường này, thì thôi bây giờ chị làm mẹ thì chị cũng muốn cho con mình nó thích theo cái nghề nào thì nó tự nó theo, chứ giờ chị cũng không có cản được. Và cái sự nghiệp đang như vậy, đang ổn định và cũng đang phát triển, thì chị suy nghĩ về cái tương lai con như thế nào? Rủi như một lần nữa Mia bị thất bại thì chị định hướng cho con mình ra sao cho cái tương lai sau này? Nếu mà Mia thất bại thì chị là mẹ, chị phải khuyên con, chứ giờ chị không ép cháu để mà có chồng nữa. Ví dụ mình có ngã thì mình tự đứng lên, chứ giờ là không ép nữa, tại thấy con nó có nhiều việc quá mà mình để mình làm cho những cái gì nữa thì nó gói tội nghiệp nó. Chị với anh là lúc nào cũng chiều con hết, muốn cái gì ủng hộ con hết, ủng hộ hết tết hết mình luôn. Rồi, hạnh phúc quá Mia. Thật ra cái con đường sự nghiệp của Mia thì có một số những trắc trở, trở ngại, nhưng mà qua những cái gì sáng giờ em chia sẻ với Mia cũng như với chị thì em thấy là Mia cũng rất là hạnh phúc, bởi vì có anh chị thứ nhất là yêu thương con hết mực, mà thứ hai là mình cũng có đủ điều kiện để chấp cánh cho ước mơ của con mình. Em cũng hy vọng là Mia cũng sẽ thành công, anh chị cũng cứ yên tâm và ủng hộ con mình. Bây giờ mình về nhà coi Mia nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Đã bao ngày qua mình đã cả xa. Sinh ra một đứa con, nuôi lớn thành người, bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn được nhìn thấy con mình được vui vẻ, hạnh phúc. Nên dù con có làm gì, dù buồn, dù giận, người phụ nữ này vẫn luôn dõi theo và làm tất cả để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Biết là cái món này mẹ hay gửi lên cho ăn thường xuyên, rồi ăn lại giống cái vị vậy. Với cá nhân của Khang á, là Khang nếu như là 80% là phải nghĩ là phải mẹ nấu. Không, người ta chứ không dám, thể nào không dám quả quyết, tại vì chị Tường diễn hay quá. Chị cùng quê với em, trời ơi, với quê miền Tây mình là chỉ có cái món này thôi, mà chị là nấu ăn ngon, là xưa giờ nổi tiếng nữa, cho nên là
nghi ngờ 80% nhưng không dám chốt hạ, không dám quả quyết, hiểu không? Vấn đề là Mia dễ bị gạt, nhưng mà cái mà Khang cảm thấy xúc động nhất là khi mà thấy người mẹ ngồi thu lưu có một góc à, mà ngồi xem con mình sáng tác nhạc nè, rồi tập hát, rồi thử trang phục, mình thấy thương làm sao. Và khi mà nhìn con mình phải tự lực cánh sinh để làm những cái chuyện đó mà mẹ lại ngồi thu lưu để mà quan sát mà không thể hỗ trợ được cho con á, thì cái cảm giác đó nó Khang nghĩ là chắc cá nhân của một người mẹ cảm thấy rất là đau lòng, rất là buồn, đúng không? Đó, chính vì đau lòng, chính vì thương con mà mình điều kiện không thể ở gần để mà lo lắng cho con được. Chính vì vậy khi mà con yêu cầu gì là bù đắp lại bằng tiền hết đó em. Nhưng mà em muốn hỏi chị đó, nếu như giả sử cũng có nhiều trường hợp những ông bố bà mẹ nghĩ rằng không thể bù đắp được cho con mà cứ dùng tiền ra để mà lo cho con thực hiện được ước mơ như vậy, đó là đúng hay là sai? Đó là thương con hay là hại con? Cái tình thương khó có thể nói được đúng hay sai lắm. Không phải là con nói là 4 tỷ là mẹ đưa tiền ra đâu. Chỉ lúc đó chị cũng đi lên thành phố, chị đi tới từng cái địa điểm, từng cái chỗ ông bầu, từng cái công ty, trực tiếp nói chuyện với người ta. Và ngay cả bản thân chị cũng bị thuyết phục, chứ không phải là chỉ nghe lời con là mẹ ơi cho mấy bao nhiêu tiền, bao tiền là cho đâu. Có nghĩa là mỗi cái hoàn cảnh mình là người ngoài cuộc, mình không thể nói hay được. Bởi vì cái tình yêu thương của ba mẹ dành cho con lúc nào cũng vô bờ bến hết. Nhưng mà đánh vô cái tình cảm đó thì người ta rất là dễ bị vướng. Ừ. Thật sự thì hình ảnh của người mẹ này em cũng đã được tiếp xúc với một số trường hợp khác rồi, của một số ca sĩ cũng đang có tên tuổi hiện nay cũng y chang như vậy, rất là thương yêu con và sẵn sàng đổ ra hết cả gia tài tài sản của mình để con được thỏa niềm đam mê. Mình không dám chỉ trích đó là sai, bởi vì đó là thương con mà. Nếu đó không phải là nghệ thuật mà đó là một cái ngành nào du học ở nước ngoài đi thì cũng phải cố gắng lo cho con vậy. Thì sực nhớ là như chị cũng hại ba má chị mới vốn là hồi xưa chị tốt nghiệp lớp 12 xong á, cũng định hướng đi nước ngoài đi học du học, cũng làm tùm lum la nên bị ta gạt cũng nhiều mấy lần. Bây giờ tốt nhất ba mẹ đừng tạo khoảng cách là ba là mẹ của con nữa, mà nên là những người anh, người chị, người bạn, để cho con nó có vấn đề gì nó cũng có thể chạy về để nó nói cho ba mẹ. Tại vì bây giờ trên đời này đâu có ai mà mình tin tưởng bằng ba mẹ mình đâu. Đừng có để cho con có cảm giác là mình nói ra bất cứ cái gì ba mẹ mình cũng sẽ bác bỏ. Nó sẽ sợ, và sợ nó đâu phải là sợ rồi nó không làm. Những đứa có cá tính như em sợ là em làm lén. Em làm lén và luôn tâm niệm rằng làm được cái thành quả rồi đem về khoe ba mẹ để ba mẹ tự hào. Nhưng mà lỡ em làm sai làm trật thì ba mẹ cũng là người đầu tiên gánh giá. Do đó nên em chỉ mong ba mẹ đó là phải làm bạn của con, để cho con có bất cứ câu chuyện gì, ngày hôm nay bị lừa, bị gì, hay là có một người nào đó ngỏ lời với con, có một người nào đó có một cái động thái gì với con đều có thể về con kể cho ba mẹ nghe. Ba mẹ sẽ cùng với con để giải quyết vấn đề đó. Đúng. Ví dụ như con mình nè, 15 tuổi nè, mình có đối xử với con như bạn đúng không? Mà nó con tự ha. Nhưng mà con về nó kể nè, bữa 8 tháng 3 hay gì đó con được bạn trai tặng cây son. Thay vì những mẹ khác là trời ơi tại sao mà vậy đúng không? Bị phạt bị đánh không chị? Ủa vậy hả con? Rồi thằng đó nó làm gì? Nó học giỏi không? Đúng rồi. Vậy. Đó. Hỏi như vậy. Hay quá chị ơi. Tâm lý. Ra. Đó. Vui ra. Đây, tâm lý chúng nhẹ, ta đang vừa nói ý kiến của một người mẹ và ý kiến của một đứa con. Để chúng ta thấy là có sự dung hòa để gia đình hiểu nhau hơn. Nhưng mà cái hay của người kết nối ở cái chương trình này, quý vị theo dõi đó là chúng tôi làm sao để cho hai người lắng nghe được nhau nhưng mà hai người chưa có chạm mặt nhau. Để khi mà họ chạm mặt nhau rồi thì bao nhiêu cảm xúc nó sẽ vỡ òa. Mọi người đoán xem là cuộc gặp gỡ này có rơi nước mắt không? Không khóc, cười. 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 Cô, em nó khóc á. Tại sao? Vì hai người này đều là những người tình cảm hết. Ừ, chờ đợi xem một cái phần tiếp theo là nước mắt hay nụ cười. Xin mời. Và bây giờ thì Cát Tường đã đưa mẹ Mia đến điểm diễn mà tối nay Mia sẽ có một buổi biểu diễn ở đây. Nếu như mà mẹ Mia đi vào như vậy thì Mia nhìn đoán thoáng sẽ nhận ra mẹ của mình ngay. Cho nên là Tường đã chuẩn bị sẵn nón áo để cho cô có thể hóa trang, để có thể đánh lạc hướng. Mia không có thể nhận ra mẹ của mình. Đáng lẽ là phải bắt bịt mặt nữa kìa. Đeo luôn đi chị. Khám tự tư luôn. Trời ơi. Đi ta xem show được. Làm gì người ta mới chú ý. Không có được đi gần Cát Tường. Tại vì đi gần Cát Tường thì người ta sẽ để ý, sẽ nhìn, sẽ nhận ra. Bây giờ vô đây là hai chị em mình chia tay, mỗi người ngồi một góc. Rồi trời ơi, hai chị em đẹp gái quá, lộng lẫy quá, khác hồi sáng rồi ha. Ủa quên, tôi có micro rồi. Dạ hồi sáng tại vì mới thức dậy chưa có kịp làm rồi, gì cái này là bà. Cái này là tự làm đó hả? Dạ tự mừng, làm. Mừng cái mặt này mất nhiêu thời gian? Dạ mừng cái mặt này cũng 2 tiếng. Hả? 2 tiếng luôn á hả?
cũng công phu lắm chị, tại vì em cũng mất khéo tay lắm em. Trời ơi, vậy là quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Vậy là cái mặt cũ rồi sáng là bỏ, xong rồi làm lại cái mặt mới, hay là làm vòng dậm lên luôn? Lấy búa đập ra bỏ, xong rồi đắp vô cái khác. Ở trước giờ thì đi diễn có khi nào dắt em đi coi không? Dắt em gái đi coi không? Dạ cũng thỉnh thoảng em mới dắt em gái đi theo, tại vì nó em của em nó cũng ít khi nào muốn đi theo coi chị hai lắm. Chỉ có khi nào em đi thi những cái chương trình lớn á là đi theo ủng hộ tinh thần thôi, chứ còn bình thường mà đi diễn như thế này là em ở nhà học bài chứ không có đi với em. Ủa sao em không thích đi theo coi ông chị hai diễn vậy? Dạ không phải, tại vì sức khỏe em nó cũng hơi gái yếu nên em học gái hả? Em mà em gái là đi học với chị em gái nhẹ nhàng dễ thương quá à. Họ cái bệnh, họ cái bệnh vậy hả? Dạ em gái của Mia dễ thương không quý vị? Hai chị em giống hệt nhau à, ai cũng đẹp. Bây giờ thì chắc là Cát Tường sẽ đi xuống phía dưới sân khấu để ngồi nhìn lên để xem màn biểu diễn của Mia trên này. Dạ. Chúc Mia sẽ có một buổi tối, có một phần trình diễn rất là thành công. Cảm ơn chị rất là nhiều. Để gửi tặng tới quý vị và một ca khúc, xin mời quý vị được lắng nghe ca khúc có tên Đường Công là. Đáp án chính xác là cười. Không nghe. Không nghe. Cười. Đáp giờ cười. Đáp đi vô. Bây giờ không được rồi. Cảm ơn chương trình, cảm ơn chị. Sáng nay đồ ăn của mẹ ngon. Ủa. Đó, thấy không con ấy. Ủa sao y chang mẹ nấu luôn mà sao chị Cát Tường hay nấu gì? Mệt không? Mẹ mệt không á. Gặp con vui muốn chết rồi mệt nữa. Cảm giác của em như thế nào? Cảm giác em rất là bất ngờ, em rất là xúc động. Em không biết nói hay sao nữa trời. Tại vì trước giờ em luôn làm sức làm bất ngờ cho ba mẹ em. Ngày hôm nay chương trình làm bất ngờ lại cho em. Có khi nào mà nửa đêm nửa hôm tự nhiên đang hơi hơi thính thính, thẳng lắm nhớ nhà qua cái chạy hồng ra chạy về nhà không? Hay là thường em về phải có sắp xếp kế hoạch trước, hay là em hứng đâu hay là em rảnh đâu em về đó? Ngay cái lần mà sinh nhật ba, sinh nhật mẹ này, là tụi em đã âm thầm như ba mẹ ở nhà thì đâu biết gì đâu, tụi em giả bộ như quên luôn. Không nhắc không gì hết trơn. Cái em mua bánh kem, mua quà, mua kem nến rồi này kia đầy đủ hết. Xong cái em đi tới cửa nhà về bất ngờ mà anh đập cửa đầm 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 giống như ăn trộm vậy. Mở cửa chú Sơn ơi, mở cửa chú Sơn ơi. Mà em nhờ cái người bạn em la lên giùm mấy ba, em không biết ai, tưởng đâu ăn trộm ăn cướp gì á. Xong tự nhiên mở cửa ra tụi em bắn cái bóng tiêu ấy, bất ngờ thiệt sự luôn á. Em không nghĩ là, tại bình thường mẹ em thì sức khỏe cũng hơi yếu, rất khi nào mẹ em ở ngoài đường nguyên một ngày lắm. Thì hả, tự nhiên thấy mẹ em, câu đầu tiên hỏi trong đầu, trời ơi, sáng giờ mẹ ở đâu? Em không biết mẹ ở đâu luôn. Sáng giờ gìn gìn không có hôn được chứ.
thì mình không ôm được không chứ. Trời, hai đứa con heo với nhau ha. Em thật sự trước đó em không có nghĩ là chương trình mình thật sự là một cái chương trình rất là đặt cái tâm mình trong để làm cái chương trình này. Em cảm thấy nó từ sáng tới giờ là cảm xúc của em nó dâng lên cao lắm khi mà em chương trình đã khai thác được những cái hình ảnh mà em thật sự là mong chờ thấy nhất. Thì ngày hôm nay mẹ em lên đây nữa em cảm thấy là bất ngờ, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Thế hai là con muốn nói với mẹ là cảm ơn ba mẹ là thời gian qua là đã nuôi dưỡng con, chăm sóc con, lo lắng cho con. Tới bây giờ con lớn rồi mà ba mẹ vẫn lo con từ cái áo, cái quần, cái món ăn. Thì con biết là thời gian qua con có làm cho ba mẹ buồn, không mong là mẹ với ba thông cảm và tha thứ cho con. Con hứa con cố gắng cái sự nghiệp của con, cái nghiệp của con làm cái nghề này thì con sẽ cố gắng, thật sự cố gắng để con có thể bươn lên, con sau này con có thành công để con lo lắng cho ba với mẹ. Cảm ơn mẹ. Khóc nữa. Thôi tự rồi, anh nhớ thôi. Nhớ thôi ta. Như vậy quý vị chắc là cũng đã rất là xúc động trong cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Và như quý vị, như vậy là Tường cũng không có nói ngoa đúng không? Suốt một ngày theo chân các Tường cùng với Mia. Thì bây giờ một cái kết rất là có hậu. Cả nhà đang đoàn tụ xung vầy. Bây giờ có một người đàn ông đang ở Vĩnh Long, đang ở quê nhà chờ đợi. Ba mẹ con bây giờ ra kiếm cái gì ăn ha, rồi xong lên xe về nhà sum họp. Ngày mai là một ngày đám giỗ của ông Ngại, thật là vui vầy xong trong gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình nhé. Hai mẹ con dễ thương quá, hùng nhau chóc ở trên màn hình. Em đây em thích rồi đó, mộc mạc dễ thương, gần gũi. Đây đúng là một cô bé rất là chân thật, cô không giấu được cái cảm xúc của mình, cô rất là hồn nhiên và rất là trẻ con luôn á. Ví dụ gặp mẹ cái nghe mẹ nói là cái món này là mẹ nấu, cái cô chui xuống gần bàn cô mắc cười. Rồi sau cái đứng nhảy cái hai mẹ con ôm nhau rồi hung chóc trước màn hình, rồi cái đây... cách thể hiện nó làm cho mình thấy là hai mẹ con rất là yêu quý nhau. Bình thường em thấy Mia là người rất là vui tính, tính. Nhưng mà ngày hôm nay thì em mới biết được có nội tâm cũng như vậy. Rất là thích luôn Mia, rất là không thích thì, luôn. Xin lỗi nhưng mà em có thấy Mia là giống em không? Em là một người rất là vui tính nhưng mà thật ra là anh cũng thấy em là người rất là nội tâm. Nhưng mà giống nhau thì không biết có hợp nhau hay không. Chỉ có là Miko thích bây giờ thông qua chương trình thì ủng hộ cả nhà. Tụi mình hãy về với nhau, thân với nhau hơn được không? Vậy là hai chị em Miko và Mia sẽ về chung một nhà. Được không? Lập một cái nhóm Mimi được không? Được. Cũng hy vọng rằng cái con đường sự nghiệp của Mia từ nay về sau nó sẽ bằng phẳng và càng ngày càng đi lên. Mia Hoàng Bơ sẽ luôn mãi mãi là ủng hộ cho Mia hết mình và hy vọng là sau này sẽ còn phát triển hơn nữa. Và nếu cần thiết tôi sẵn sàng viết nhạc free cho bạn và viết nhạc cho nhóm Mimi. Được không anh? Ok. Ok. Yeah. Còn Mimi, Owen, Miko. Dạ. Nhóm Mimi, chị Cát Tường làm quản lý. Còn với Nguyên Khang thì Nguyên Khang chỉ hy vọng là Mia sẽ quên quá khứ đi và hãy sống cố gắng cho hiện tại để chúng ta gặt những cái quả ngọt ở tương lai. Anh tin chắc rằng với cái khả năng của em, với cách sống và cái tính cách của em, nó sẽ giúp cho em ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Đến bây giờ thì chương trình Người Kết Nối của chúng tôi cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm chương trình này. Quý vị có thể theo dõi chương trình vào lúc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi cũng như giới thiệu những nhân vật cho chúng tôi theo địa chỉ email ngườikếtnối@mcv.com.vn. Và đặc biệt là số hotline 0919435550 sẵn sàng chờ đón tất cả mọi người. Wow. Còn bây giờ thì một lần nữa Nguyên Khang, diễn viên Cát Tường, ca sĩ Miko Lan Trinh và MC Hoàng Rapper. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye các bạn.